Xin gửi lời chào đến khán giả đang tham gia game em nhé. Đấy, hôm nay nha, em lại lên sóng tiếp cho quý vị một cái cặp loa. Cặp này phải nói rất là chất nhá. Đấy, bên em lên rất là nhiều rồi. Và gần như cứ lên đôi là các bác đặt rất nhanh nhá, lên là đặt ngay rồi đấy. Đấy thì hôm nay em lên cho các bác một cái cặp này nhưng với một cái option nó khác hoàn toàn nhá. Đấy. Ở đây quý vị có thêm một cái gọi là một cái khuyến mại phải nói là hết sức là đặc biệt nhá. Cực kỳ xịn sò luôn. Mà bác nào mà theo dõi thường xuyên kênh bên em nhà thì biết được chưa bao giờ có cái gọi là cái khuyến mại mà nó lại đặc biệt như thế này nhá. Đây, khuyến mại nhà đây. Đây thì em sẽ bỏ được càng này ra trước đi. Đó, đây, loa đây. Đấy, căng kiếc về vẫn rất là ok nhá. Đó, đây. Đó, L7 nhá, cực kỳ chất. Đây chính là cái phần đặc biệt. Quý vị được tặng thêm nhá, được tặng thêm 2 mét dây loa Nhật bãi xịn sò luôn, đã được các đầu đấy đã được tráng thiếc đàng hoàng rồi nhá. Đây, đấy. Về quý vị cứ việc kết nối vào nghe nhá. Chưa bao giờ có luôn nhá, quý vị nào mà thường xuyên theo dõi kênh em chưa bao giờ có mua loa mà được tặng kèm dây Nhật bãi xịn như thế này nhá. Hoàn toàn là 100% nói đồng luôn quý vị nhá. Đấy, dây này hoàn toàn là 100% nói đồng. Dây của Nhật bãi cực kỳ xịn sò luôn. Đây, 2 mét dây loa. Đó là các bác được tặng thêm cùng với đôi loa này chưa bao giờ có nhá. Đấy. Bình thường những cái dây loa như này bên em bán đâu đấy nó cũng phải rơi vào khoảng 250 đến 300 nghìn nhá. Đấy. Dây loa Nhật bãi như này bởi vì nhập cái những cái dây này về nó rất là đắt chứ không phải đơn giản mà nhập dễ dàng đâu. Bây giờ đặt hàng cũng rất là khó nhá. Đấy. Với những cái dòng dây loa Nhật bãi xịn này chứ còn cái dạng mà nó giả Nhật bãi thì thôi, gọi là vứt được thùng rác cho nó nhanh nhá, không nói làm gì. Vẫn là kiểu như là nó cũng gọi là mác Nhật bãi thôi nhưng mà bên trong nó là cái lõi kiểu như là nhôm ấy. Cái dòng đấy thì siết cũng được nhưng mà nếu mà quý vị mà siết đầu như này nhá, siết nhiều nhá thì nó sẽ bị tức là nó sẽ đứt dần đấy. Đấy, sau một thời gian mình cứ siết dần nó sẽ đứt dần đấy, là cũng gọi là Nhật bãi nhưng mà gọi là Nhật bãi dởm. Đấy, còn dòng này thì cực kỳ xịn sò, nó là đồng nhá. Đấy, nó là lõi đồng 100% lõi đồng nhá. Và với những cái dòng dây như này thì tín hiệu âm thanh rất là tốt. Đấy, thì cái này nó là của quý vị. Đấy, cái này nó là của quý vị luôn nhá. Đấy, khi quý vị lấy đôi loa thì 2 mét dây này nó là của quý vị luôn. Ok. Về dòng L7 thì chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều đúng không ạ? Đấy, bác nào mà theo dõi thường xuyên bên em thì không phải giới thiệu nhiều. Cái này em giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy, và test cũng rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng tuy nhiên hôm nay thì em vẫn thử nhạc luôn cho quý vị nhá. Bình thường thì em sẽ quay loa trước và bác nào chốt hàng thì em mới test hàng. Em mới test loa nhá. Đấy, chốt xong rồi mới test loa. Nhưng hôm nay em sẽ đi ngược lại, test luôn cho quý vị nhá. Test luôn cho quý vị, đảm bảo là ba test hoạt động đầy đủ ok. Đấy, và test luôn bằng chính cái dây đồng này luôn, à cái dây của Nhật bãi này luôn cho quý vị sướng cuộc đời nhá. Đấy, giá của cặp này nhá là 1.350.000 nhá. Giá 1.350.000 là quý vị đã được thêm 2 mét dây loa của Nhật nhá. Đấy. Đây em để sẵn đây, tí em sẽ kết nối cho quý vị và thử nhạc luôn. Đây, em sẽ đi lướt một vòng cho quý vị thấy dòng loa của L7 nó chất như thế nào. Đấy, đây, đây là cái mặt sau của em nó nhá. Đấy. Với công suất lên tới 70W nhá thì quý vị có thể đánh trong không gian nó khoảng 25 mét vuông lại. Ok hết nhá. Trở kháng 4 ôm. Đấy. Với cái dòng mà công suất 70W mà trở kháng 4 ôm này được rất là nhiều các bác săn đón. Đấy, với cái dòng mà nó bị 70W mà trở kháng nó là 6 ôm thì nó lại bình thường. Nhưng với cái dòng mà nó khoảng 4 ôm này thì được rất là nhiều các bác thích. Đấy. Bởi vì nó rất là dễ phối. Ok, đấy, đây tổng quan đây. Đấy, thông hơi bát đằng sau, cái này giới thiệu rất là kỹ rồi. Với cách thiết kế thông hơi bát kiểu như này thì nó thông hơi của loa nó kiểu như này thì tiếng nó ra rất là ấm nhá. Đấy. Về kích thước thì rộng khoảng 16, sâu khoảng 23.5 và cao đạt khoảng 28 quý vị nhá. Đấy là về phần kích thước. Ok, sau đó em sẽ ghép thử luôn cái dây loa này vào và mời quý vị cùng thưởng thức nhá. Ok quý vị nhá, đây thì em kết nối rồi. Đấy, phải nói là đúng là cái dòng dây Nhật bãi khác quý vị ạ. Cắm nó cứ tuần tuột luôn, rất là sướng à. Đấy, hàn thiếc này. Rất chắc chắn nhá, này, có rứt cũng không ra được. Đấy, dây Nhật nó xịn ở cái chỗ đấy quý vị ạ. Nó rất là sướng luôn nhá. Đấy, cái đầu đã bọc được được bọc thiếc rất là chắc chắn rồi. Ok. Nếu chiều nay lỡ hẹn không xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây cội mai già và mùa xuân quên mặc áo.
rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa thơ, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Ok, vừa rồi thì quý vị đã được thưởng thức qua một cái đoạn chân âm nhá, rất là hay đúng không ạ? Đấy thì bác nào chốt cái cặp này theo luôn ngay cho em nhá, giá là 1.350.000 kèm luôn cả dây loa nhật bãi nhá. Vâng, em xin phép kết thúc video đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo nhá. Ok, thì vừa vào có bác khách bác vào bác lấy đồ thì em xin lỗi quý vị chút nhá. Đấy. Đấy là quý vị nghe cả hai loa. Bây giờ em sẽ test luôn. Đấy, em định là sẽ ngắt video đây luôn, nhưng mà thôi, em sẽ test luôn cả cái tép và cái bát cho quý vị nhá. Test hai chiếc luôn nhá. Đấy, thì video này coi như là em sẽ test hàng cho quý vị luôn nhá. Ok. Đây, em sẽ cho trước bên trái trước này. Đó, đây là trước bên trái đang hoạt động nhá. Cho bát vào trước này. Tép về không này. Đây là bát chép ba lăng. Đấy. Bát chép ba lăng volume. Đấy, thì quý vị nhìn luôn nhá. Em đang đưa sang một loa đấy. Đấy, đang rung này. Đấy là bát nhá. Tiếp tục đưa tép vào quý vị này. Bát về không này. Wow, tép quá sáng luôn. Trôi cứ trôi thật mau, tình yêu tôi lớn lên cùng em, mà tôi không dám nói lời yêu với em. Rồi một hôm em sang nhà chơi, em báo tin em biết yêu rồi, thật nghẹn ngào khi em đã yêu người không phải tôi. Lòng tôi đau thật lâu. Ok, đấy là trước đầu tiên, em sẽ tắt nốt trước còn lại này, trả lại cân bằng này. Tình mình bao lâu mơ ước đã tan theo gió trôi. Đảo ba lăng xa này. Ngập ngùi thương cho tình tôi, sao chỉ thấy heo hóa tim sao, chẳng được gần em. Em cho bát vào trước nhá. Tao không ước đang xa xa. Ngày xưa ta gặp nhau. Tép về không à. Giống như ta ngày nay. Chẳng phải buồn cô đơn mong nhớ đêm đêm nhục nhối như giờ đây. Người đã đi theo người ta, chỉ còn lại ký ức phai nhòa. Chuyện một người yêu cô bản thân thôi nay. Ok, tiếp tục tép đi nhá. Bát về không này. Em trả lời cân bằng này. Trả lời cân bằng hai loa này. Ok, đấy vậy là em đã test xong cho quý vị là bát tép hoạt động đầy đủ ok nhá. Đấy, quý vị cứ yên tâm mà loa hoạt động ok. Thấy chưa ạ?
Rồi, thì bác nào chốt cặp đặt tiệc alo ngay cho em nhé. Vâng, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhé.